Chào các bạn, hôm nay là giữa trưa, mình đã lội một quãng đường cũng khá là dài và lội qua những cái con đường coi như là cũng gập ghềnh chắc chở, có những cây cầu lắc lẻo như thế này để đến nơi mình sẽ quay một cái clip để cho các bạn xem. Đây cũng là một cái hiện tượng rất là lạ, có thể nói là rợn người. Cầu khó đi quá các bạn. Đi mà sợ té. Khó đi quá. Rồi, qua được bờ an toàn nha các bạn. Trên đường đi. Đây là mình nè. Ban ngày mình mới dắt đi nha các bạn. Đây, lại qua một cái cây cầu khỉ. Lưới người ta giăng. Tiếp tục qua cây cầu khỉ nha các bạn. Ghê quá. Tới chỗ mình phải lội vô ruộng gì nữa nha các bạn. Đây là những cái cánh đồng mà lúa hiện tại bây giờ phát triển rất là tốt, rất là xanh tốt. Đây phải lội qua một cái đồng ruộng. Trời đang nắng chang chang luôn, bỗng có một cái đám mây rớt những cái hạt làm rợn người luôn đó các bạn. Đó. Âm u. Đây nha các bạn, đã tới nơi rồi. Tôi sẽ quay giới thiệu cho các bạn một cái ngôi mộ không hài cốt và có những chuyện rất là bất thường xảy ra nha các bạn. Đây thì như các bạn đã thấy đó, trước kia ở đây là một cái nền đất cũng rất là cao, có những vài cái mộ, nhưng người nhà đã lấy cốt đi rồi. Bây giờ là còn lại những cái khung hình trơ trọi gì đây. Đây, người ta đã đục, người ta lấy, người ta lôi ra. Giờ chỉ còn cái phần vậy thôi. Rất là ghê rợn, âm u nha các bạn. Đó. Và có một cái điều kỳ lạ đó là ngôi mộ này thì trước kia cũng bình thường thôi, nhưng kể từ khi mà lấy cốt ra rồi đó, bây giờ là còn cái ngôi mộ nhưng không có còn hài cốt. Nhưng nó là xảy ra cái hiện tượng lạ, đó là từng đêm có những cái âm thanh vọng vô đây, rất là âm u, ghê rợn, làm ghê sợ lòng người luôn. Đây, tối thì mà từ khi trước kia thì cũng bình thường thôi, nhưng mà sau khi đã lấy cốt như vậy rồi đó thì cái hiện tượng nó như vậy đây, thì xảy ra những cái hiện tượng tâm linh rất linh thiêng,
có người cũng đến đây để xin số nha các bạn. Gió vọng vào thì vào trong cái hang đó, đó các bạn, buổi tối thì nó tạo nên một cái âm thanh rất là ghê đó. Ghê rợn. Xung quanh thì chỉ là lúa thôi nha các bạn, ở giữa cánh đồng lúa bao la gì nè, và một cái người ta đã lấy rồi thì người ta đem cái máy lại, người ta đã ủi ra những cái phần đất, giờ chỉ còn lại cái khung gì thôi đó. Cho nên là giữa đồng quang quanh cua mông quạnh gì nè, mà nó như gì đây nè, thấy cho nên rất là ghê, rất là sợ đó. Nhưng mà cũng rất là linh nha các bạn. Người ta lại xin số, số đề cho các bạn. Đây. Các bạn có thấy ghê không? Đã lên trên rồi, mình quay lại tổng quan đây cho các bạn xem nha. Là ghê sợ các bạn. Các bạn cũng không nên đi đến đây vào buổi tối nha. Ghê lắm nha các bạn. Đó các bạn. Mình sẽ quay tổng quan lại cho các bạn xem. Nó hồi nãy đứng gần đó thì cũng không dám nói nhiều nữa các bạn. Đó, thật ra thì cái chụm đó hồi đó có 3-4 cái ngôi mộ lận. Nhưng mà người nhà đã bán đất thì cái ông chủ đất mới, ổng mới đem máy và cuốc lại, ổng ủi đi cái phần cái gò đất đó, cao đó, và người nhà đã lấy cốt đem về thì bây giờ nó còn vậy đó, chỉ có khoét một cái lỗ phía trước và lấy ra thôi. Bây giờ thì nó nằm như vậy đó, giữa ruộng mùa nước cũng như mùa nắng này. Đó, đặc biệt là buổi tối rất là ghê sợ, âm thanh gió thổi vô lọng qua cái trong cái huyệt đó, huyệt nãy mình quay cho các bạn xem đó. Nó lọng qua đó. Đó, nó tạo nên những cái âm thanh rất là ghê sợ. Nhắc này đứng gió thì không có nghe nha các bạn, nhưng buổi tối gió về dưới cái đêm khuya mà lạnh vắng lặng thì các bạn nghe rất là rõ đó. Thì cũng như nói hồi nãy thì trước kia cũng bình thường thôi, nhưng mà hiện tại lên như vậy đó thì nó sẽ tạo nên cái hiện tượng kỳ bí, tức là những cái âm thanh nó ghê gợi đó. Đó, và có những người ta tin dị đoan đó. Mình cũng không biết sao nhưng mà người ta cũng lại đến đây lội nước, lội ruộng ra để người ta cầu số, xin số đánh nha các bạn. Và có trúng hay không thì
mình cũng không có gặp những người đó để mình hỏi coi như thế nào, nhưng có lẽ là nó cũng linh thiêng cho nên cũng thấy có nhiều người đến đó. Trời rất là nắng rồi các bạn. Hồi nãy mình đi lại thì ổng có rớt những cái hột mưa làm cho da gà mình nó nổi lên hết trơn. Rồi mình kết thúc cái video ở đây nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để được xem những video rùng rợn tiếp theo của mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn.